Vâng, hai bố con em hôm nay lại được chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhá. Vâng, báo cáo với các bác là mới về quê, em cũng mới về quê đón các cháu nghỉ hè lên, cũng nghỉ được về chơi được gần chục ngày. Hôm nay lên lại tiếp tục công việc để bán cho các bác những cái giò lan cho các bác sưu tầm nhá. Mùa này nó hơi khó bán bởi vì nó không phải là mùa hoa đấy, nên là bán cho bác cái cây cối nào, cây nào đẹp bác về vừa thuần để chờ mùa hoa các bác nhá. Và lời đầu tiên của mở đầu video hôm nay là xin được chúc sức khỏe tất cả các bác yêu lan, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và không có bác chờ lâu nữa thì em vào luôn. Về quê lên thì em có cái này, nó rất là đặc biệt các bác nhỉ. Lá thì nó nhăn nhé, nó là một dòng nhạn nhưng mà chưa một lần hoa, lá xoáy này phải giới thiệu kỹ bởi vì nó giá nó cao. Dưới này là một cây con, hai cây con, ba cây con đấy, nhưng mà đây lá nó cũng có một số hiện tượng thuần lâu rồi. Giò này là em mua dưới quê là năm, người ta bảo bác ấy bảo là người ta bảo thuần 5 năm rồi nhưng mà chưa một lần có hoa. Đây này, lá nó cũng bị một số cái đốm này nhưng mà không sao cả, phun một phát là khỏi ngay. Thuần 5 năm rồi nhưng mà chưa có hoa, bác ấy bảo là chưa biết là nhạn gì, nhưng mà theo phán đoán của em, theo cái cây lá như thế này, theo phán đoán chủ quan đấy nha các bác nhé, không phải khẳng định, chưa phải là khẳng định 100%, chủ quan của em thôi, nó chỉ đó là một cây nhạn 4N. Em nghĩ bản lá của nó rất to, 4N em nghĩ là như vậy. Đẹp, phải nói là đẹp, nó là một cây nhạn 4N các bác, em nghĩ là như vậy. Và đây nó một số lá nó bị như này, cái này thì không sao cả, cái đốm lá này các bác yên tâm. Trước mắt thì nhìn nó không được đẹp mắt cho lắm, nhưng mà cái này thì tí nữa em sẽ giới thiệu cho các bác cái loại thuốc và phun. Vườn nào của bác mà có hiện tượng như thế này ấy, các bác phun phát vài lần là khỏi ngay, em đã giới thiệu cho một số bác rồi. Đấy, cây này thì nói thật với bác là cái giá bán ra thì kể là cả là nhạn gì, nếu mà nhạn tháng 8 thì là quá rẻ, quá rẻ. Mà nhạn tháng 4 thì nhạn 4N thì cái giá này cũng quá rẻ, mà nhạn tháng 4 thì nói chung là cũng không đắt. Đấy, nhưng mà chưa có hoa. Đây, cây này là 2.500.000, khố 02. Rồi, cây lá nhăn các bác nhé. Đấy, các bác nhìn bộ rễ của nó này, 2.500.000 cây này nha, số 02, cây nhạn, em phán đoán là cây nhạn 4N. Đây, có hai giò nhé, trước hết là phải đấy, cái bệnh này thì phun mấy cái gì. Đây các bác này, đấy, hai cái loại này kết hợp với nhau. Một bài bên là thẩm thấu, nó ngấm vào. Đấy, cái loại này thì thuốc bảo vệ thực vật, cái loại nào cũng có. Các bác nào mà liên hệ với em thì em sẽ chụp ảnh gửi cho các bác, để cho các bác về các bác khô vằn thán thư phấn trắng xương mai. Đấy, nó là một dòng thuốc bảo vệ thực vật các bác nhé. Thở cái này thì kết hợp với cái này, nó thẩm thấu vào trong lá, làm cho phun chỉ đúng có như cái này thì các bác phun hai lần là ok rồi. Đấy, đấy là một cái điều mà các bác muốn chia sẻ cho các bác nhá. Lá rẻ lắm các bác ạ. Gói to này là 15.000, gói nhỏ này là 5.000, hai cái này là 20.000. Một cái gói to này cho một bình 16 lít. Đây, kết hợp với cái này là bình 16 lít nhá các bác nhá. Đấy, không đắt, nó rất rẻ thôi. Tiếp tục để bố sang cái giò này nữa. Giò này thì nó quá đẳng cấp, có hai cái giò này. Em khẳng định với các bác là nó là cây nhạn 4N. Đây, các bác nhìn giò này, chất chưa? Nói về cặp vườn này em quên nó cặp lá, nói về cặp lá thì các bác cao là 1, 2, 3 tầm độ 80 cm. Đây, cũng bị như thế này các bác. Đấy, hiện tượng xương mai thán thư các bác nhé.
một dạng nấm ấy. Đấy, không sao cả. Đấy, trị cái khỏi ngay. Đấy, bác ấy cũng trị rồi đấy, bác bảo bác cũng trị rồi, nó khô lại rồi đấy. Anh em về cẩn thận là chiều nay em vẫn phải phun. Đấy, một số lá gốc nó bị như này bởi vì dưới quê nó nóng quá. Thuần như này mà có cái cây cây hoa gì đây này, nó mọc ở đây. Nhìn chất rồi, đầu lá cũng nhăn. Đấy, 2.200.000 số 01. Đó là cái sản phẩm hai cây đặc biệt nhá. Hai cây đặc biệt, nói chung với cái giá như thế này thì các bác nào có tiền thì vẫn chơi ok. Còn đây là một cây nhạn rừng. Nhạn rừng Gia Lai. Em hôm nay có hai cây nhạn rừng. Chưa thấy hoa các bác nhé. Số 22 500.000. 1 2 3 4 5 6 cặp lá. 500.000 một cây nhạn rừng. Tiếp theo. Đây là một cây nguyên bản luôn. Các bác nhìn. Cây nguyên bản từ rừng luôn nhé. Nhạn Gia Lai chuẩn đét luôn nhé. Mua của người đi rừng lấy từ rừng về các bác nhìn. Đấy. Cây này thì giá 1 triệu đồng. Số 21 1 triệu đồng. Đấy là cái sản phẩm nhạn cho bác, giá nó hơi cao tiền. Tuy nhiên là giá nó thực tế bây giờ như vậy thôi. Bây giờ lên cái sản phẩm khác ít tiền các bác nhá. Lên cho bác một giò thanh đạm hoa đây. Thơm. Thơm như kiểu mùi hương dừa á. Mùi sữa, mùi hương dừa á. Mùi kẹo dừa các bác. 150.000. Rất còn rất nhiều nụ các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Còn rất nhiều nụ. Mới một bông nở thôi. Mùi ngái ngái như mùi hương dừa. Mùi sữa với mùi hương dừa thì phải. Em thanh đạm này em không biết. Đấy, nhưng mà đây là thực tế hoa như thế này. 150.000 các bác nhé. Giò thanh đạm số 08. 150.000. Đây, em lên cho bác một giò dendro. Giò này các em cũng chưa biết mặt hoa nhé. Nhưng mà thân thủ nó đẹp. Em dồn 3 chậu nhỏ thành một chậu to đẹp ổn định như này. Phân bón đầy đủ rồi. Các bác về chỉ việc tưới nước các bác nhé. 360.000, số 16 dendro chưa biết mặt hoa. 360.000 các bác nhé. Rất đẹp, giò dendro này phải nói rất ưng ý. Đây, em lên cho bác cái giò này. Cái tác phẩm này sơn thủy tiên các bác nhá, ghép trên trụ dớn như thế này. Độ thuần của nó thì thôi rồi. Đấy, sơn thủy tiên Lai Châu. Đấy. Các bác nhìn. Đẹp chưa? Trên trụ dớn các bác về các bác làm móc treo cũng được. Em chưa là móc treo, em để trên cái bệ trên kia thôi. Để lên bệ cũng được. Mầm non đang phát triển ầm ầm. Đấy. Đấy, ghép trụ dớn này thì tuyệt vời, nói thật với bác. Các bác nhiều khi chê trụ dớn nhưng mà chơi lan mà ghép trụ dớn là tuyệt vời, nói thật với các bác. Nhìn nó không hình thức, nó không được đẹp nhưng mà tuyệt vời đấy. 960.000 số 03 sơn thủy tiên. 960.000. Lên cho các bác cái sản phẩm tiếp theo. Đó là kiều trắng, đây là sản phẩm kiều trắng Thái nhá. Kiều trắng Thái 550.000. Giò như thế này hoàn toàn sang năm có thể cho hoa, hoặc về các bác kích hoàn toàn có thể ra hoa. 550.000 các bác nhá, kiều trắng Thái. Đấy. Giò tiếp theo cũng là giò kiều trắng Thái. Cũng 550.000. Đấy các bác nhìn. Đang phát triển ầm ầm. Trồng thì rất cẩn thận rồi, các bác yên tâm rồi. Kiều trắng Thái 550.000. Tiếp theo. Một tác phẩm ghép lũa kiều vàng Lai Châu. 420.000. Số 06 420.000. Ghép lũa thuần thì đây các bác nhìn xem. Đằng sau đằng trước. Rất nhẹ nhàng rồi. Cái giò này thì lũa rất nhẹ các bác nhé. Đẹp. 420.000 số 06. Một giò đùi gà bã trầu. Đây các bác, 1, 2, 3 thân tư. Dưới này là một dề. Cái này nó là một khóm nhé.
phần năm thứ hai thứ ba rồi, nên là sang năm các bác yên tâm là có hoa rồi. Này trăm thì sang năm tối nó dài hàng mét, các bác yên tâm. 720.000 số 15 gà ba trầu. Cái nào xong rồi con để riêng thì nhầm ấy. Đây còn hai cây nữa. Ừ, con lấy hết cái kiểu rồi, hai cái kiểu. Hai cái kiểu kia với kiểu này rồi. Em lên cho bác một cái sản phẩm mới các bác nhá. Mặt hoa cực đẹp luôn. Đó là kiểu mỡ gà Lâm Đồng, giá 200.000, hàng giống các bác nhá. 250.000. Số 20, 250.000, hàng giống các bác nhá. Đây bên đây cho bố. Đây, một khóm như này, đây là kiều vỡ gà Lâm Đồng nhé. Không có ma thôi, bê cái chậu của mày. Đấy, 250.000 kiều mỡ gà Lâm Đồng. Tiếp theo là một cái sản phẩm nữa rất đặc biệt, một cái sản phẩm mà bây giờ ngoài tự nhiên gần như là hết rồi. Đấy, các bác bây giờ phải đi mua theo thân. Đó là sản phẩm kiều tím yên tử. Tuy nhiên đây là hàng gieo hạt các bác nhé. Giá nó sẽ rẻ đi cho các bác rất là nhiều, mà vẫn là chuẩn mặt bông mặt hoa các bác ạ. 350.000 số 18 kiều tím yên tử. Rồi, thân nó như thế này các bác nhé. 350.000. Bác về hoàn toàn có thể sang chậu đẹp các bác nhé. Chơi có dài dài, chơi lan này nó phải bền dài dài các bác ạ. Vừa chăm sóc vừa rút kinh nghiệm, để kinh nghiệm ở vườn mình, kinh nghiệm chăm sóc cây lan. Kiều tím yên tử số 17 cũng 350.000. Đấy. Đây. Đây là cái sản phẩm mà một thời bán nhà, bán xe, bán đất đây, các kiểu đi vay ngân hàng đây. Nhưng bây giờ thì đến tay các bác thì nó rất là tuyệt vời rồi. Giá nó vài trăm nghìn thôi. Đó là quan trọng bây giờ là mua được cây nó chuẩn các bác ạ. Về chơi mặt hoa, một mặt bông đẹp. Đây, đó là năm cánh trắng bạch tuyết. Một thời mà vang bóng đây. Bây giờ nó chỉ một cái kỳ dài. Cái này tầm hơn 10 sen các bác. Kỳ 52 như thế này. 520.000 số 14. Em này em có hai kỳ này. Rất là khỏe đẹp luôn. Cần đừng cầm trên này con. Cầm trên này. Đây, các bác nhìn đây. Còn nguyên cả cái mắt cũ đây các bác. Cái này về các bác hoàn toàn có thể làm hoa hoặc làm kỳ nhé. Thì các bác em đi mua về như nào để nguyên như thế, chuẩn cây chuẩn hoa thì các bác bảo hành chuẩn là được. Số 13 cũng 520.000, năm cánh trắng bạc tuyết. Đây. Ôi trời, có này dân người ta mang đi chợ, hôm nay em đi chợ em mua được cái này. Đấy, kiểu dẹt ghép trên cái cục cây tổ quạ, những cây tổ quạ nó chết mất rồi. Đấy, kiểu dẹt nha các bác nhá. Cái này lên không có? Có tí nó đi. Đây. Đấy, 300.000. Ôi, 300.000. Mình mua thế này thì thôi được rồi, 300.000 đã đề giá rồi. 300.000 cây kiều dẹt này. Ra cây kiều dẹt này mua là 250.000 rồi đấy. 300.000. 300.000. À, kiều dẹt này là số 05 các bác nhá. Số 05 kiều dẹt. Ôi, một giò hương vani đẹp lắm các bác ạ. Này, chi chít mầm luôn. Năm ngoái nó không hoa, năm nay nó ra vài bông hoa, còn đâu nó ra kỳ đẹp lắm. Trên này là một cái rễ chuỗi, rễ ý ngọc nhá. Có giá 320.000 thôi. 320.000 cho cây vani này thôi, giò vani này thôi, rất đẹp các bác ạ. 320.000 hoàng thảo hương vani. Đây, cái sản phẩm châu đầm lầy Tây Ninh nhá. Châu đầm lầy Tây Ninh. Không phải là châu Thái nhá. Châu Thái thì lá nó đẹp lắm. Bản lá to, lá dày, đẹp. Đấy, nhưng đây là dòng châu đầm lầy. Có một đặc điểm của châu đầm lầy là hoa dài. Nở tết hoa dài các bác nhá. Lá dài, hoa dài và hoa màu sắc nó bông nó dày hơn. Màu sắc nó đậm hơn. Đấy. Cái gò này già lửng luôn, năm nữa rồi. 1 2 3 4 5 6. 6 cặp lá rưỡi, cây này to này. 1 2 3 4 5. Cũng 6 cặp, cây bé này rưỡi này được 1 2 3 4. 4 cặp lá rưỡi thôi. Không lỗi lầm gì. Đấy. Có giá 800.000. 820.000 số 12 châu đầm lầy nhé.
Đây là trâu đầm lầy các bác nhá. Trâu rừng đầm lầy Tây Ninh đấy. Các bác hay chơi trâu các bác tìm hiểu thì biết ngay. Búa búa gái thì ừ. Đâu? Đâu? Không phải nó mềm như thế, dòng lá bỏng như thế không? Đấy. Một chậu ba cây cực đẹp luôn. Cũng trâu đầm lầy Tây Ninh. Chuẩn đét nhá. Đấy, các bác nhìn chất lá các bác biết. Giá 780.000. Không, 780.000 các bác nhá. Hai giò trâu rất là đẹp. Và các bác lưu ý này, khi đóng cái giò trâu này, cái bản lá nó dài, nên là đóng một cái thùng xốp to, em sẽ đảm bảo an toàn cho các bác. Còn cước là các bác chịu, thì các bác phải là cứ càng sau cây an toàn, đóng cái cây an toàn, nhét giấy, nhét đấy, thùng nó phải vừa cái lá, không cái dòng lá bỏng đi nó hay dập lắm. Lần trước em mua về bị dập ấy, gửi cho một số bác mà đóng rất cẩn thận rồi mà nó vẫn bị dập ấy. Đấy, lần trước là mua về xong đâu bác gửi về đã bị dập rồi. Nhưng mà em không hiểu là em đóng thùng xốp cẩn thận như thế thì do lúc mở ra hay là như thế nào đấy, nó vẫn bị dập, nó bị gãy lá, nó bị đấy thế này. Đấy, về xử lý thôi. 780.000, số 11 trong đầm lầy Tây Ninh. Còn giờ này nữa. Còn giò nào? Đây. Ừ đấy, còn giò này rất đẹp các bác ạ. Một sản phẩm mà tự tay em trồng nên là giá nó cũng rất hợp lý, không phải đi mua lại. Giò Nghệ Tâm số 07 360.000. Nghệ Tâm ghép và trụ dớn vòng tròn như này trên cây thổ quả các bác nhá. 360.000 thôi. Đấy, Nghệ Tâm số 07. Hết rồi nhỉ? Hết rồi sao? Vâng. À đây đây đây. Một giò cẩm báo ghép trên một cái trụ dớn như này. À, cẩm báo đây nó có hai cây. Hai cây hồ điệp các bác nhìn lá các bác biết, hai cây tiểu hồ điệp. Trên này là cẩm báo có giá là 360.000, số 25. Dễ thì đây các bác nhìn đây rồi, trắng xóa đây rồi đúng không ạ? Đấy. 360.000, số 25. Hết rồi. Vâng. À, nghỉ hơn gần chục ngày mới lên video để lại tiếp tục lên video để phục vụ các bác yêu like. Rất mong các bác sự ủng hộ hai bố con. Lâu lắm hai bố con mới lên video nhưng mà mai nó lại đòi về ngoại chơi tiếp nên là chắc là video sau lại lọc cọc một mình các bác ạ. Vâng, xin một lần nữa xin chúc sức khỏe các bác. Xin chào tạm biệt các bác. Rất mong các bác ủng hộ và thưa các bác.